Dự báo này là có căn cứ vì đô thị Hội An nằm trong vùng trũng thấp, nằm ở khu vực cửa biển. Việc ngập lụt sẽ diễn ra ở các vùng ven biển có địa hình thấp. Diện tích ngập lụt do nước biển dâng cao có thể chiếm 27,63% diện tích của đô thị Hội An. Để đối phó với tình trạng này, tỉnh Quảng Nam và chính quyền thành phố Hội An đang khẩn trương điều chỉnh quy hoạch trong lĩnh vực hoạt động du lịch để thích ứng với biến đổi khí hậu, tiến hành nạo vét sông để thoát lũ, khai thông lòng sông, phát triển các loại hình du lịch sông nước, du lịch sinh thái. Ngoài ra, thành phố Hội An còn đưa ra chương trình quản lý của các nhà đầu tư vào những khu vực có đa dạng sinh học và có hệ sinh thái nhạy cảm như rừng dừa nước Cẩm Thành, khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Hội An.